xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 11 tháng 9 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc, vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không khó. Sự xuất hiện của quý nhân giúp cho con giáp này mau chóng vượt qua các yêu cầu của cấp trên. Việc thăng tiến chỉ còn là chuyện sớm muộn nếu con nhấp này biết nắm bắt tốt các thời cơ trước mắt. Tình cảm Vận trình tình cảm đón nhiều tin vui. Đào hoa nở rộ giúp cho người độc thân dễ dàng nhận được lời tỏ tình từ những người mới quen. Tuy nhiên, con nhấp này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng sau khi đã xác định rõ lòng mình. Tài chính Vận trình tài lộc vững vàng, thu nhập được duy trì ổn định, đem lại cho người trong cuộc cuộc sống thoải mái và dư giả. Cẩn trọng, suy nghĩ tiêu cực trong cả những chuyện đơn giản. Tôi giáp tí, dễ bị tiểu nhân gây khó dễ và rắc rối. Tôi bính tí, cần biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Tôi mậu tí, nên giữ im lặng nếu muốn thu thập thông tin. Tôi cành tí, nên kiên trì hơn với những gì mình đã lựa chọn tuổi nhằm tí gặp phải những sự cố ngoài ý muốn. Con số may mắn số 12, số 8, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc Phần trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra bất lợi. Tử vi ngày hôm nay dự báo con giáp này sẽ có xu hướng làm quá mọi chuyện lên. Có đôi lúc việc suy nghĩ đơn giản sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, bản mệnh cần phải bổ sung thêm tri thức và kinh nghiệm để cải thiện vận trình hiện tại. Tình cảm Vận trình tình cảm vẫn còn đang kém sắc. Tử vi ngày hôm nay nhắc nhở người tuổi sủ cần phải khéo léo hơn trong cách ăn nói cư xử nếu không muốn làm mất lòng người khác bởi bản mệnh đang có xu hướng chủ quan, nghĩ rằng đã yêu nhau lâu thì không cần phải quá quan trọng điều này. Tài chính, vận trình ta lọc ổn định, may mắn củng cố nguồn thu nhập trong ngày nên bản mệnh không cần phải lo lắng tới việc chi tiêu. Cẩn trọng, thẳng thẳng quá mức, làm mất lòng người khác. Tuổi, ất sửu không nên quá khép kính mà hãy cởi mở hơn với người khác. Tuổi, đinh sửu vận trình hành thông nhờ có quý nhân phù trợ. Tuổi, kỷ sửu cần dành thêm thời gian cho người thân, gia đình. Tuổi, tân sửu cách làm việc được lòng cấp trên. Tuổi, quý sửu quan hệ xã giao, tiến triển tốt đẹp. Con sổ may mắn, sổ 81, sổ 50, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. và với hàng ngày của tuổi Dần công việc vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn sự nghiêm túc lạnh lùng của con giáp này dễ khiến người khác cảm thấy khó gần khó làm quen từ bản thân người tuổi này cũng thấy không dễ dàng để hòa nhập tốt trong môi trường làm việc tập thể tình cảm vận trình tình cảm vô cùng rực rỡ quý nhân giúp sức nên mỗi quan hệ tình yêu của các cặp đôi nhận được nhiều may mắn hơn cả. Người độc thân sớm tìm được ý chung nhân, những người đã lập gia đình cũng tìm được tiếng nói chung sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh. Tài chính, vận trình ta lộc gặp biến động, nguồn thu nhập lên xuống thất thường dễ đưa bản mệnh vào tình cảnh khốn khó. Cẩn trọng, tính tình bộc trực, ăn ngay nổi thẳng nên dễ mất lòng người khác. Tuổi giáp dân, đừng vội nản lòng vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Tuổi bính dân, đánh mất hứng thú trong công việc. Tuổi mậu dân, lơ là sẽ dẫn đến sai sót không đáng có. Tuổi canh dân, nên học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Tuổi nhâm dân, cần sớm điều chỉnh lại khả năng tập trung. Con số may mắn số 9, số 42, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi mão. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra xuân sẻ. Dự báo hôm nay con nhấp này sẽ đón nhận nhiều tin vui liên quan tới dự án đang thực hiện. Tinh thần lạc quan và không ngừng cống hiến như hiện tại. Và trong tương lai hứa hẹn bản mệnh sẽ tìm được cơ hội thăng tiến đáng giá. Tình cảm vận trình tình cảm gặp được may mắn. Người độc thân nhận được tín hiệu yêu đương trong ngày nhờ có các tin soi đường chỉ lỗi. Tình cảm gia đình cũng hài hòa, ấm êm và nhanh chóng trở thành chuẩn mực của không ít người. Tài chính, vận trình ta lộc dồi dào, dò, con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều tới vấn đề chi tiêu nhờ có nguồn thu nhập dư giả. Cẩn trọng, không có thời gian để luyện tập thể thao, ăn uống không điều độ gây ra những vấn đề bất lợi cho cơ thể tội ất mão gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc tội tên mão đừng kiêu ngạo hay hỏng hách tội kỷ mão tránh áp đặt người khác làm theo quan điểm của mình tội tân mão trở nên thể hiện bản thân với người khác tội quý mão chuyện tình cảm nhiều buồn ít vui con số may mắn số 4, số 13, ba màu sắc may mắn màu xanh thẳm quý nhân phù trợ tuổi tốt năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra gặp đủ tin vui tinh thần nhiệt huyết hăng say và có trách nhiệm cao với công việc đem lại cho con giáp này sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp bạn mệnh nên tìm cơ hội nào đó để được làm đúng công việc đam mê tình cảm vận trình tình cảm nảy sinh rắc rối tác động của đào hoa dự khiến tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt thậm chí là đổ vỡ khi cả hai có cá tôi quá lớn và không có bất cứ sự nhường nhịn nào thì việc bao dung là điều không dễ tài chính vận trình tài lộc vượng phát nguồn thu nhập rủng rỉnh từ người làm kinh doanh cho tới người làm công ăn lương cẩn trọng làm việc gì thì nên tập trung làm việc đó tuổi giáp thân không biết rõ bản thân đang muốn gì. Tuổi Bính Thân, công việc đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Tuổi Mậu Thân, giải quyết vấn đề nhanh nhờ sự sáng tạo. Tuổi Canh Thân, nên cân nhắc kỹ càng về những điều mình muốn. Tuổi Nhâm Thân, gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Con số may mắn số 9, số 3, màu sắc may mắn màu xám, màu cà phê. Quý nhân phù trợ tuổi dần 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra gian nan khó khó khăn. Tác động của ngày tương hại khiến cho con giáp này hành sự hấp tấp hơn. Việc tự tạo căng thẳng và áp lực cho mình chỉ khiến bản thân mất đi điểm số trong mắt cấp trên. Tình cảm Phần trình tình cảm tươi đẹp hài hoa, tình yêu nồng thấm và tràn ngập yêu thương bù đắp lại cho những người tuổi này khỏi những thất thoát trong công việc. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình luôn có người đồng hành đúng nghĩa. Tài chính Vận trình ta lộc vô cùng may mắn, thu nhập được cải thiện nhờ việc tăng lương thưởng, trúng số hoặc lọc ăn uống. Cẩn trọng, lời nói khó nghe, dễ làm tổn thương người khác. Tội ất tỵ, công danh sự nghiệp phát triển nhanh chóng. Tội đinh tỵ, nó suy nghĩ kỹ càng trước mọi lời được nói ra. Tội kỹ tỵ giành lấy vị trí xứng đáng với mình. Tội tân tỵ không nên bày tỏ sự nóng nảy hay tức giận. Tội quý tỵ tiền bạc dư giả hơn mức bình thường. Con số may mắn số 34, số 11, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra gian ngang. Lời khuyên dành cho con nhấp này là nên học cách kiềm chế cảm xúc tốt hơn trong ngày tự hình. Nếu người tuổi ngọ cứ mãi mạo hiểm và liều lĩnh trong các quyết định quan trọng thì sớm muộn gì cũng gây ra tai họa. Tình cảm Vận trình tình cảm tương đối hài hòa, con nhấp này và nửa kia đang trải qua những phút giây ngọt ngào lãng mạn bên nhau. Người độc thân nên mở lòng mình, tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn để mở rộng cơ hội gặp gỡ bất chuyện với những người khác giới. Tài chính Vận trình tài lộc dư giả nên không cần phải quá bận tâm tới vấn đề tiền bạc trong ngày. Cẩn trọng Thiếu sản xuất ảnh hưởng tới hiệu quả công việc chung. Tội Giáp ngọ Cần tạo khoảng cách an toàn với những người xung quanh. Tội Vĩnh ngọ Con đường tài lộc khởi sắc thu nhập tốt hơn. Tuổi mậu ngọ hưởng thành quả cho sự cố gắng của bản thân. Tuổi canh ngọ chuyện tình yêu gặp không ít trục trặc. Tuổi nhâm ngọ không nên cho người khác vay mượn tiền quá nhiều. Con số may mắn số 10, số 6, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra vất vả khó khăn. Điềm bảo con giáp này sẽ phải mắc sai lầm nghiêm trọng vì không đủ sự tập trung, nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá dành cho con giáp này trong thời gian tới. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hòa tốt đẹp, người độc thân dễ dàng tìm được nguồn sáng mới trên con đường tình duyên. Nhưng yêu cầu con giáp này cần phải năng nổ cởi mở hơn khi tiếp xúc với mọi người thì vận may mới tới. Tài chính Vận trình tài lộc bấp bên, nguồn thu nhập không ổn định đặt con giáp này vào tình cảnh lo toan vì khủng hoảng tiền bạc. Cẩn trọng, sức khỏe đi xuống do thói quen thức khuya bỏ bữa sáng. Tội, ớt môi, cố gắng kiên trì và nhẫn nại sẽ đạt được thành quả như ý. Tội, đinh môi, công việc ngày mới, xa xúc, nhiều bề tội kỷ môi tiểu nhân quấy phá gây chuyện thị phi tội tân môi có thể bị đặt điều vu khống tội quý môi không nên lúc nào cũng chọn cách sống khép kín con số may mắn số 16, số 9, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi mão chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không dễ. Tiểu nhân luôn rình rập xung quanh. Người tuổi này buộc phải nâng cao thái độ đề cao cảnh giác để tránh những tai họa ngoài ý muốn. Bên cạnh đó, con giáp này cần phải có niềm tin vào bản thân. Không nên tạo cơ hội cho kẻ khác quấy phá. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng vui vẻ. Người tuổi thân may mắn được quỹ nhân chỉ đường dẫn lỗi gặp được người trong mộng. Tình cảm gia đình mặn nồng, thẩm thiết đem lại cảm xúc đặc biệt cho những người trong cuộc. Tài chính Vận trình tài lộc khá trật vật, nguồn thu nhập lên xuống bấp bên nên cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn để hạn chế những thất thoát không đáng có. Cẩn trọng Tiêm bảo có kẻ tiểu nhân, gieo rắc thị phi và tranh chấp. Tuổi giáp thân, cần biết điểm mạnh của mình ở đâu để phát huy. Tuổi bệnh thân, may mắn đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền mới. Tội màu thân, nên tận dụng cơ hội làm việc theo kế hoạch. Tuổi canh thân, vận ta lọc ổn định, không cần phải lo lắng. Tội nhầm thân, có thể tranh thủ đầu tư kinh doanh vào thời gian này. Con số may mắn số 20, số 1, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 10 tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra may mắn được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách mới con giáp này không khéo thể hiện năng lực của mình và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đó việc nắm bắt tốt thời cơ trước mắt giúp bản mệnh có những cơ hội thăng tiến đáng kể tình cảm vận trình tình cảm từ sáng tử vi ngày hôm nay đem tới cho con giáp này nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Người độc thân mau chóng tìm ngược người đồng điệu với mình, mối quan hệ có khả năng tiến xa trong thấy. Tài chính, vận trình ta lọc hành thông, vấn đề tiền bạc không còn là nỗi lo thường trực như trước nhờ có nguồn thu nhập rủng rỉnh. Cẩn trọng, sự chủ quan có thể phá hoại mọi nỗ lực bấy lâu nay. Tội, ất dầu, lời nói khó nghe dễ làm tổn thương đến người khác tội đinh dậu trở nên bảo thủ khăng khăng làm theo ý mình tội kỹ dậu nên cân nhắc những nhắc nhở của người khác tội tân dậu kiêu căng tự mãn chỉ gây họa cho mình tội quỷ dậu cần có cách hành xử hợp lý để giữ gìn tình cảm đôi bên con số may mắn sổ 7, số 56, màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi sửu 11, tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn khả năng sắp xếp công việc hợp lý khoa học và quyết đoán giúp người tuổi này đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn nhất tuy nhiên bản mệnh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới tạo ra bước đột phá nổi bật tình cảm vận trình tình cảm có chút hiểu lầm khi có quá nhiều vấn đề mâu thuẫn còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm giữa các cặp đôi việc cố tình gây tổn thương cho nửa kia của mình vô hình chung sẽ tạo khoảng cách giữa hai người ngày một xa thêm. Tài chính Vận trình tài lộc tư sản, các tinh nâng đỡ mà nguồn thu nhập của con nhấp này được cải thiện đáng kể nên bắt đầu tỉnh tới phương án kiếp kiếm tiền khác. Cẩn trọng, sự đố kỳ chỉ càng hiểm các mối quan hệ rơi vào bể tắc. Tôi giáp thuốc, suy nghĩ tiêu cực, bi quan gây ảnh hưởng khá nhiều. Tội bính tuất, hung vận lớn, nhiều kế hoạch bị cản trở. Tội mậu tuất, đề phòng tiểu nhân rình rập và gây khó dễ. Tội canh tuất, nên cố gắng nhiều hơn để khắc phục các rắc rối lúc này. Tội nhằm tuất, nhân duyên tốt có nhiều sự lựa chọn. Con số may mắn số 31, số 48, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi dậu. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hại công việc Vận trình công việc của người tuổi hại trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Đây là thời điểm thích hợp để con nhấp này bắt tay vào các dự định, kế hoạch từ trước. Những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán nhờ có các tinh nâng đỡ mà làm ăn ngày càng phát đạt hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm đẹp đẽ muôn màu, các cặp đôi trải qua nhiều sóng gió mới tìm được tiếng nói chung trong suy nghĩ lặng phương hướng chung. Mỗi người đều, nên học cách kiểm soát cảm xúc tiêu cực, tránh dùng lời nói nặng nề làm tổn thương đối phương trong lúc nóng giận. Tài chính, vận trình ta lộc vượng phát, bất ngờ nhận được một số tiền không nhỏ nhờ có các tình che chở. Cẩn trọng, nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Tội, ất hại, có tiền nông trong tay nhưng không giữ được lâu. Tội đinh hại, áp lực tàn chính khiến bản mệnh nghĩ mãi không thông. Tội kỹ hại, Tân đại khó khăn trước mắt cản trở con đường phát triển. Tội tân hài. nên chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Tội quý hại, Đào hoa vượng có lợi cho người độc thân. Con số may mắn số 53, số 37, màu sắc may mắn màu cam. Quý nhân phù trợ